phải làm gì khi bị tấn công bởi một con cá sấu. Trong trường hợp con cá sấu đuổi theo bạn, mọi người thường khuyên bạn chạy theo đường zig zag, nhưng thực tế bạn cứ chạy nhanh theo một đường thẳng, vì tốc độ của cá sấu khá chậm và chúng không duy trì được lâu. Bạn có thể dễ dàng vượt mặt nó, còn lỡ chẳng may bị nó cắn. Lúc này hãy đánh thật mạnh vào vùng chân miệng và mắt của nó để tăng cơ hội sống sót, vì đây là khu vực rất nhạy cảm của cá sấu. Khi bị đánh vào những vùng này, cá sấu sẽ thả bạn ra. Vậy bạn suy nghĩ gì về việc này?